Trưa hôm qua, một số tài xế xe tải khi qua trạm thu phí BOT T2 trên quốc lộ 91, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ đã đồng loạt dừng xe tại ba làn thu phí, không chịu mua vé qua trạm, khiến giao thông tại khu vực này bị ùn tắc. Các tài xế này cho biết lý do họ không mua vé là vì họ đi từ tỉnh An Giang để qua ngã ba Lộ Tẻ, rẽ vào quốc lộ 80 để lên cầu Vàm Cống. Quãng đường sử dụng quốc lộ 91 chỉ khoảng 300m nhưng phải trả tiền cho toàn tuyến là không hợp lý nên không đồng ý mua vé. Gần một giờ sau, tình trạng ách tắc giao thông trên quốc lộ 91 đã kéo dài hàng km sang cả địa phận thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, nhưng trạm thu phí BOT T2 vẫn không xả trạm. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, khi lực lượng chức năng có mặt vận động thì một số tài xế mới chịu lái xe rời đi, tình trạng kẹt xe mới được giải quyết.